Sách Nhịp Cầu Tri Thức xin chào tất cả quý vị và các bạn. Quý vị và các bạn thân mến, Thư viện tỉnh Gia Lai tọa lạc tại địa chỉ 30 Phạm Văn Đồng, phường Hoa Lư, thành phố Pleiku, Gia Lai. Trong suốt những năm qua, được sự quan tâm giúp đỡ của các cấp các ngành cùng với sự đoàn kết nỗ lực chung tay sáng tạo, Thư viện tỉnh Gia Lai đã không ngừng hoàn thiện đổi mới để hoàn thành tốt nhiệm vụ của mình. Bên cạnh việc phục vụ bạn đọc đến thư viện với các hình thức tuyên truyền giới thiệu sách mới mẻ vân vân, thì những chuyến xe ô tô thư viện lưu động mang tên Ánh Sáng Tri Thức đã liên tục lăn bánh để đến với bà con, chiến sĩ, đồng bào, vùng dân tộc thiểu số, vùng sâu, vùng xa, vùng biên giới và đặc biệt là các em học sinh có điều kiện khó khăn được tiếp cận với nguồn vốn tri thức của nhân loại. Trong chương trình ngày hôm nay, xin được giới thiệu đến tất cả quý vị và các bạn bài viết Thư viện tỉnh Gia Lai với những hành trình hướng về cơ sở và học sinh dân tộc thiểu số. Bài viết của tác giả tiến sĩ Vũ Dương Thúy Ngà được in trong cuốn sách Những mô hình phát triển văn hóa đọc ở Việt Nam do Nhà xuất bản Chính trị Quốc gia Sự thật ấn hành năm 2023. Xin mời tất cả quý vị và các bạn chúng ta cùng theo dõi. Thư viện tỉnh Gia Lai với những hành trình hướng về cơ sở và học sinh dân tộc thiểu số. Gia Lai là một tỉnh miền núi nằm ở phía Bắc Tây Nguyên, có diện tích lớn thứ hai Việt Nam. Tỉnh Gia Lai cũng đứng thứ nhất về diện tích và đứng thứ hai về dân số vùng Tây Nguyên. Toàn tỉnh Gia Lai có nhiều dân tộc cùng sinh sống. Với đặc điểm này, Thư viện tỉnh Gia Lai đã có nhiều nỗ lực để phát huy vai trò là thư viện đứng đầu hệ thống thư viện công cộng trên địa bàn tỉnh. Từ nhận thức bạn đọc là trung tâm của mọi hoạt động, Thư viện tỉnh Gia Lai đã luôn năng động sáng tạo trong việc tổ chức dịch vụ hướng đến người sử dụng. Đối tượng thiếu nhi được thư viện quan tâm. Vì thế, ngoài việc đọc, thư viện còn tổ chức nhiều hoạt động như thi kể chuyện, giới thiệu sách, hướng dẫn kỹ năng sống, hướng dẫn xếp sách nghệ thuật, vẽ tranh theo sách, hình thành cộng tác viên thư viện từ học sinh vân vân. Mỗi mùa hè đến, nhiều hoạt động được thư viện triển khai thu hút đông đảo học sinh trên địa bàn tham gia. Công tác tuyên truyền giới thiệu sách và nuôi dưỡng tình yêu, thói quen đọc sách báo cho người đọc được thư viện triển khai thường xuyên với các hình thức hấp dẫn. Không chỉ dừng lại ở việc biên soạn các bản thư mục, thư viện còn tạo các video clip, tổ chức các buổi nói chuyện chuyên đề, tọa đàm để bạn đọc có thêm hứng thú với việc đọc. Cùng với các hoạt động phục vụ tại chỗ, Thư viện tỉnh Gia Lai đã liên tục triển khai các hoạt động hướng về cơ sở và học sinh dân tộc thiểu số. Cuối năm 2016, Thư viện tỉnh Gia Lai đã tiếp nhận xe thư viện đa phương tiện lưu động mang tên Ánh Sáng Tri Thức với 5.000 bản sách gồm các chủ đề chính trị xã hội, khoa học kỹ thuật, sách tham khảo các loại, 10 máy tính kết nối mạng Internet, 1 máy chủ phần mềm quản trị cơ sở dữ liệu thư mục, cơ sở dữ liệu số, 1 máy chiếu, tài liệu điện tử, sách nói, TV và các thiết bị phục vụ người dùng tin từ dự án trang bị xe thư viện lưu động do Vụ Thư viện, Bộ Văn hóa Thể thao và Du lịch thực hiện với sự tài trợ của Quỹ Thiện tâm Tập đoàn Vingroup. Từ đầu năm 2017 đến nay, với sự quan tâm của Ủy ban Nhân dân tỉnh, sự chỉ đạo sâu sát của Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch, Thư viện tỉnh Gia Lai đã chủ động xây dựng kế hoạch phối hợp với các phòng văn hóa thông tin, Trung tâm Văn hóa và Thể thao, Ủy ban Nhân dân các xã, các thư viện huyện thị, các trường học, đơn vị lực lượng vũ trang và các ban ngành đoàn thể trên địa bàn tỉnh để đưa xe thư viện lưu động tuyên truyền, giới thiệu sách, tổ chức các hoạt động đưa sách báo đến gần với người dân, các em học sinh, đặc biệt là ở các xã vùng sâu, vùng xa, vùng đồng bào dân tộc thiểu số. Với rất nhiều nỗ lực, từ năm 2017 đến tháng 5 năm 2023, Thư viện đã triển khai 541 chuyến phục vụ lưu động và luân chuyển sách phục vụ cơ sở bằng xe ô tô. Trong đó có 352 chuyến phục vụ tại điểm trường học, 105 chuyến phục vụ tại thôn, làng, nhà văn hóa, nhà sinh hoạt cộng đồng, Ủy ban Nhân dân các xã, 84 chuyến phục vụ kỷ niệm các ngày lễ lớn trong năm, hưởng ứng Ngày sách và văn hóa đọc Việt Nam tại các trung tâm văn hóa, các thư viện huyện, thị xã, trung tâm bảo trợ xã hội tỉnh, làng trẻ em SOS, v.v. Phát huy tính năng đa phương tiện, Thư viện đã triển khai nhiều dịch vụ phục vụ bạn đọc, đọc sách, xem phim, truy cập Internet với những kết quả đáng khích lệ. Số sách đã luân chuyển phục vụ cụ thể là số sách luân chuyển phục vụ tại các điểm trường các cấp 1.760.000 bản, số sách luân chuyển phục vụ tại thôn, làng, nhà văn hóa, nhà sinh hoạt cộng đồng, Ủy ban Nhân dân các xã 525.000 bản, số sách luân chuyển phục vụ kỷ niệm các ngày lễ lớn trong năm hưởng ứng Ngày sách và văn hóa đọc Việt Nam tại các trung tâm văn hóa, các thư viện huyện, thị xã, trung tâm bảo trợ xã hội tỉnh, làng trẻ em SOS, v.v. 420.000 bản, số sách phục vụ bạn đọc là giáo viên học sinh dân tộc thiểu số các cấp 637.700 bản, số sách phục vụ bạn đọc là bà con nông dân 96.500 bản,
Số sách phục vụ bạn đọc là chiến sĩ bộ đội 27.500 bản. Số sách phục vụ bạn đọc là cán bộ công chức, viên chức, hội viên hội phụ nữ, đoàn thanh niên v.v. 82.300 bản. Nếu so sánh với các tỉnh cùng triển khai phục vụ lưu động, Thư viện tỉnh Gia Lai đứng ở top đầu trong cả nước. Trong quá trình triển khai phục vụ lưu động, Thư viện đã luôn nhận được sự quan tâm của chính quyền địa phương, lãnh đạo chính quyền địa phương cấp tỉnh, huyện, xã, sát sao trong việc chỉ đạo các ban ngành liên quan trên địa bàn, phối hợp cùng Thư viện tỉnh xây dựng kế hoạch, tổ chức tuyên truyền, đưa xe ô tô Thư viện lưu động về phục vụ bà con nhân dân trên địa bàn và tạo mọi điều kiện thuận lợi, đặc biệt ưu tiên hàng đầu cho việc đưa sách về phục vụ cơ sở vùng sâu, vùng xa, vùng có nhiều đồng bào dân tộc thiểu số sinh sống, nhằm tuyên truyền, phổ biến chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách pháp luật của nhà nước, rút ngắn khoảng cách về hưởng thụ văn hóa, góp phần nâng cao dân trí, hình thành thói quen đọc sách, nâng cao đời sống tinh thần cho nhân dân. Người dân trên địa bàn đánh giá rất cao mô hình phục vụ của Thư viện tỉnh Gia Lai. Số lượng các trường và vùng đồng bào dân tộc thiểu số đăng ký được phục vụ lưu động ngày một tăng, khiến bộ phận phục vụ nhiều khi không có ngày nghỉ, nhất là vào các dịp ngày lễ, ngày sách và văn hóa đọc Việt Nam cùng tuần lễ học tập suốt đời hàng năm. Hoạt động luân chuyển sách báo phục vụ cơ sở bằng xe ô tô Thư viện lưu động là hình thức phục vụ mới với người dân, với nhiều dịch vụ phong phú, hấp dẫn, được tổ chức cùng lúc nên đã tạo được sự chú ý, gây ấn tượng tốt đẹp với đông đảo người dân trên địa bàn tỉnh Gia Lai. Đặc biệt là người dân và các em học sinh ở vùng sâu, vùng xa, vùng biên giới, vùng đồng bào dân tộc thiểu số. Để xe ô tô Thư viện lưu động đi vào hoạt động ổn định và mang lại hiệu quả, thực sự trở thành mô hình phục vụ thiết thực và là điểm đến nghiên cứu học tập giải trí hiệu quả trong việc phục vụ bạn đọc trên địa bàn tỉnh Gia Lai. Thư viện đã rất nỗ lực trong xây dựng chương trình phối hợp có hệ thống, chặt chẽ giữa các cấp, các ngành, từ tỉnh đến huyện, xã, đẩy mạnh công tác tuyên truyền, quảng bá hình ảnh và các dịch vụ của xe ô tô Thư viện lưu động đến quần chúng nhân dân, bạn đọc trên địa bàn cơ sở. Trên cơ sở xác định đối tượng bạn đọc, Thư viện đã chọn mang đúng loại hình tài liệu phù hợp trong mỗi chuyến đi phục vụ, luôn chú trọng nghiên cứu, nắm bắt nhu cầu sử dụng tài liệu và mức độ thỏa mãn của người dân đối với các dịch vụ của xe ô tô Thư viện lưu động cung cấp và rút kinh nghiệm hàng năm, nên công tác phục vụ của Thư viện luôn được người dân và đặc biệt là học sinh yêu thích đón nhận. Cùng với hoạt động chuyên môn, Thư viện thường xuyên trùng tu, bảo dưỡng xe và các máy móc thiết bị trên xe để đảm bảo an toàn trong mỗi chuyến đi. Với những đóng góp to lớn trong việc phát triển văn hóa đọc và triển khai các hoạt động phục vụ học tập suốt đời cho người dân trên địa bàn, Thư viện tỉnh Gia Lai đã nhiều lần được nhận bằng khen của Bộ Văn hóa Thể thao và Du lịch, Ủy ban Nhân dân tỉnh Gia Lai tặng.